Xin chào bà con nha. Út đang đứng trên cái miếng đất 9.900 m² nè, phun hồng hết mọi người. Thì Út ở bên cái kênh YouTube Đất Sạch Đồng Nai Cô Út á. Mọi người qua kênh YouTube Đất Sạch Đồng Nai Cô Út để nhấn vào nút đăng ký, để có thể thêm nhiều miếng đất mà Út đã quay được để cho bà con mình có thể tham khảo thử nha. Tại vì cái kênh này cái kênh chăn nuôi cho nên là Út không có post lên đây, sợ làm ảnh hưởng tới nhiều bà con khác á. Thì mọi người nào mà thích coi đất làm trang trại hay nghỉ dưỡng hay là chăn nuôi thì qua cái kênh YouTube Út sẽ để dưới bình luận nha mọi người, là kênh YouTube Đất Sạch Đồng Nai Cô Út nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã coi đến hết video nha. Và mọi người nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh Đất Sạch Đồng Nai Cô Út á, thì có thể mới được xem được nhiều video về đất Út post lên mỗi ngày á nha bà con. Cảm ơn bà con nha.